Kính chào quý vị. Hôm nay đây là chúng ta cũng có một cái buổi mạn đàm đặc biệt. Sau thì trước lúc mà tôi nói chuyện, thưa chuyện với lại Trung tướng Nguyễn Bảo Trị, thì cái buổi mạn đàm đặc biệt hôm nay đó là để nói về một cái chiến công của quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà hoàn toàn không có trong sử sách của Hoa Kỳ. Thí dụ như bây giờ đó là chúng ta có thể gõ ở trên Google, Wikipedia hay là đi vào trong cái viện sử học của Bộ Ngoại giao Mỹ đó, thì họ có nói đến trận Ấp Bắc 1 là một trận đánh thất bại vào mùng 2 tháng Giêng năm 1963, và mùng 3, mùng 4, mùng 7 tháng Giêng 1963 là báo chí Mỹ rất là loan tin ào ạt về cái trận đó, và nhiều nhà chiến lược gia đó, đó. Tôi dùng chữ chiến lược gia trong ngoặc kép đó, thì nói rằng là Hoa Kỳ thua. Và những cái bọn tuyên truyền ở bên phía bên kia đó, đó là tức là Cộng sản Hà Nội đó, đó thì thổi phồng cái đó lên và nó trở thành một cái sự thật lịch sử. Thì hôm nay đó là chúng tôi phải mời một ông bạn, nhưng mà một ông sĩ quan nghỉ dù và đồng thời cũng là nhà văn, Phan Nhật Nam. Xin kính chào ông Phan Nhật Nam. Vâng, kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa, người bạn của chúng tôi, và xin kính chào quý vị đang lắng nghe câu chuyện này. Đầu đuôi đó là tôi xin nói vắn tắt về cái trận Ấp Bắc 1. Lúc đó đó là có một cái người trung tá cố vấn của quân đội Mỹ, cố vấn cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa, là John Paul Van. Lúc đó nó đã có cả một cái chương trình quảng cáo cho bản thân của anh chàng này, lẫn cái gọi là chiến lược mới của Mỹ là đánh trực thăng vận. Ai dè đó là ngay trong nội bộ của nước Mỹ đó là đã bị tình báo của Cộng sản xâm nhập tiết lộ trước cả một cái chiến dịch hành quân ở tại một cái làng Ấp Bắc trong tỉnh Định Tường, và tương kế tự kế đó là Cộng sản đó là đã đánh thắng, cũng không là cái gì ghê gớm cả, nhưng mà nó có ba cái trực thăng của Mỹ bị rớt. Dạ, năm chiếc ạ. Năm chiếc. Dạ vâng. Đúng rồi. Thì sau đó là mọi người đồn ầm với nó lên. Không ai để ý rằng là sau đó là tương kế tự kế bên quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Sư đoàn 7 bộ binh dưới quyền của vị tư lệnh lúc đó là Đại tá Nguyễn Bảo Trị đã chuẩn bị đánh một cái trận phản công trở lại. Và trong trận đó bên phía Cộng sản bị thương vong gần 500 người, nhưng mà không ai nói đến cả. Đó là cái lý do tại sao chúng tôi đã trực tiếp gặp Trung tướng Nguyễn Bảo Trị, hỏi ông về những cái chuyện đó, và hôm nay đó là đi vào một số những cái tình tiết cụ thể đó. Thì chúng tôi phải mời một cái người am hiểu vấn đề đó, chính là ông Phan Nhật Nam. Thưa ông Nam. Dạ vâng. Thưa về ông Nghĩa, cái vấn đề này nó cũng canh cánh trong lòng tôi rất nhiều lần, rất nhiều năm. Và ngay trong cái giai đoạn này đang chiếu cái phim Việt Nam War của Ken Burns và Linkovich, thì cũng là như là các cái hồ sơ phản chiến, phim ảnh phản chiến, tài liệu phản chiến của Mỹ trong mấy chục năm qua cứ đem cái trận Ấp Bắc 1 ngày 2 tháng Giêng 1963 ra nói. Thì tôi xin nhấn mạnh đây là một cái trận chiến cấp tiểu đoàn. Vâng, cấp tiểu đoàn với quân số của Cộng sản, phía bên Cộng sản là cái tiểu đoàn Tây Đô đó và tiểu đoàn 514 đó, nó từ 300 cho đến 500 người. Mà trong cuốn Đồng Bằng Gai Góc của Xuân Vũ là một cán bộ hội tránh thì bảo ra thật ra nó khoảng 200 người, và nó thương vong đến 150. Thôi quay đi, bỏ đi những số liệu đó, coi như là thua đi. Nhưng nếu cái là một trận đánh cấp tiểu đoàn mà có thua thì đã là sao, nhưng mà được thổi phồng lên
bởi Trung tá Jean Paul Van là cố vấn cho vùng 4 chiến thuật của ông Huỳnh Văn Cao lúc ấy, và gọi tất cả những cái phản chiến báo chí Mỹ, gồm có mà đầu tiêu là Neil Sheehan và có một người ẩn danh nữa là Phạm Xuân Ẩn, một tình báo cộng sản, xuống ở dưới định tường dưới Mỹ Tho, và biến cái trận đánh đó là một cái sự thất bại toàn diện của chiến tranh Việt Nam. Tất cả cái điều đó nó dội vào trong phòng tình hình của Tòa Bạch Ốc, đến nỗi Tổng thống Kennedy phải gửi ông Đại tướng Maxwell Taylor qua Việt Nam để nghiên cứu cái sự thất bại của chiến tranh Việt Nam. Thưa với ông Nghĩa, thưa với tất cả quý vị đang theo dõi câu chuyện, đó là một cái sự thổi phồng. Thổi phồng ai? Thổi phồng thứ nhất là cá nhân của John Paul Van. Thổi phồng thứ hai là thổi phồng với sự và hạ giá sức chiến đấu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và cái thứ ba, đây là một điểm lớn nữa, tức là báo hiệu chính sách về quân sự của Mỹ áp dụng ở Việt Nam sai lầm. Tôi xin mở một đơn, năm đó là năm 63, mà tháng 3 65 quân Mỹ mới đổ bộ vào Việt Nam, thì như vậy tất cả cái này chỉ là một sự mạo đầu để một cái ý định là rút khỏi Việt Nam. Vâng, tôi xin nhấn mạnh lại để chuẩn bị chưa vào mà đã tính chuẩn rút ra khỏi Việt Nam. Thế bây giờ thưa với ông Nghĩa, thưa với quý vị, thì bây giờ chúng ta từ 63 đến giờ này là mấy mươi năm, thì chúng ta đã có đủ thời gian để nói lại tất cả sự ngụy tạo mà hiện tại đang được tái lập ở trong cuốn Việt Nam War của Ken Burns và Linovic. Chúng ta sẽ dẫn chứng sự ngụy tạo của Mỹ như thế nào qua một cái trận gọi là Ấp Bắc 2, khai diễn vào ngày 23 tháng Giêng năm 1965. Đó là cái trận Ấp Bắc 2. Nhưng mà có một điều lạ nữa, trong quân sự, trong tài liệu, trong hồ sơ chiến trận của phía Mỹ, mà ngay cả phía Việt Nam Cộng Hòa, không ai nói đến cái Ấp Bắc 2 hết. May thay, ông Nguyễn Xuân Nghĩa đã gặp Trung tướng cựu đại tá Tư lệnh Sư đoàn 7 Bộ binh, và chúng tôi đã có những hồ sơ về Ấp Bắc 2. Thành nó nói chuyện hôm nay không phải là một cái chuyện chiến trận, nhưng để muốn nói rằng đã có một cái âm mưu hạ nhục, bêu xấu, miệt thị, xuyên tạc chiến tranh Việt Nam, không phải là từ 1965, không phải là sau 1975, nhưng nó đã khởi đầu từ 1963. Tôi có lẽ là phải xin trình bày với lại quý vị như này này, là trong cái bộ phim gọi là tài liệu của Ken Burns với Linovic, cái tập đầu tiên đó là nói đến trận Ấp Bắc với lại Bình Giã, và đó là Ấp Bắc 1. Dạ vâng. Chúng ta phải gọi là Ấp Bắc 1, đó là đặng để cho người ta biết rằng là nó còn Ấp Bắc 2 nữa. Và cái bộ phim đó, nó là cái bộ phim tuyên truyền xảo trá. Thì lúc đó, đó là tôi mới nhớ rằng là trong nhiều lần ngồi nói chuyện, từ bao nhiêu năm nay rồi, nói chuyện với lại tướng Nguyễn Bảo Trị, chúng tôi đã hỏi ông cái đó, và tôi không phải là một cái người ở trong lĩnh vực quân sự, nhưng mà tôi vẫn nhớ trong đầu, và tôi bảo không, như vậy tôi phải gặp lại ông Trị, hỏi ông mấy chuyện đó. Và sau đó, đó là mời một người đã am hiểu về vấn đề quân sự đó, trình bày ra cái chuyện đó. Cái lý do nó là như thế này này. Có một số những người Mỹ lưu manh muốn dùng cái chuyện chiến tranh Việt Nam để tô điểm cho họ. Ai dè đó là họ thất trận. Và khi mà họ thất trận một cái trận cấp tiểu đoàn rất nhỏ như là ông Phan Việt Nam vừa mới nói đó, thì họ đổ lỗi cái đó là cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và cái tình trạng đổ lỗi đó, nó tiếp tục mãi mãi cho đến sau này. Và sau này thì vẫn cứ nói rằng là sở dĩ người Mỹ thua đó là tại vì quân lực Việt Nam Cộng Hòa đó là không chiến đấu, hèn nhát, rồi lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa tham nhũng vân vân. Cái điều đó
chúng ta phải trả lại cái sự thật đó cho lịch sử. Và đó là cái lý do tại sao chúng ta có chuyện này. Và tôi vẫn còn nhớ rằng là chính ông Nguyễn Bảo Trị và những cái tài liệu khác mà đã được trình bày đó, đó mà người Mỹ không thèm đọc, phải nói rằng là ông Nguyễn Bảo Trị tương kế tự kế, biết rằng là mùng 2 tháng Giêng năm 1965 đó, đó là Cộng sản ở tại cái khu vực đó, đó, đó là sẽ lại ăn mừng kể lại cái thành tích của trận đất Bắc. Ông tương kế tự kế đó là ông đi vào đánh cái trận đó và cuối cùng sau là đại thắng. Và cái thời điểm của cái trận đó, đó nó cũng trùng với lại cái trận đất Bắc 1 là mùng 2 tháng Giêng. Dạ, 23 tháng Giêng. Không, lần trước dạ, là 1963. Dạ, vâng, là lúc bây giờ đó là ông Trị. Dạ, vâng. Một số cái tài liệu đó chúng ta còn biết đại tá Hà Mai Việt. Vâng. Của Thiết Giáp. Ông còn ở Houston, ông cũng đã có viết lại cái đó trong cái bộ sách về lịch sử ra, và nhiều người khác cũng viết nữa. Thành ra có điều đó là chúng ta chỉ nói với nhau không thôi, mà người Mỹ không biết. Và nhiều người Mỹ thế hệ về sau này đó là con em của chúng ta ở tại đây cũng không biết. Đó là lý do tại sao mà tôi phải thỉnh ông Phan Nhật Nam. Thì ông mình bày lại là cái vị trí của cái khu vực đó nó ra làm sao. Nó đi từ cái đường mòn Hồ Chí Minh mà đi vào đến tận trong, nó có thể là cách thủ đô Sài Gòn có mấy chục cây số không thôi. Tấn công đi vào cái quốc lộ 4 là quốc lộ huyết mạch về kinh tế của miền Nam. Đi từ dùng cái vựa lúa, thức ăn các thứ ở dưới để đem lên Sài Gòn đó, đó. Thì chỗ đó đó là cái chỗ mà Cộng sản nó coi như cái mũi dùi quan trọng. Và vì vậy đó là mới có bảo rằng làm sao mà chặn được cái mũi dùi đó, đúng không? Dạ vâng, là thế này. À, chúng ta, cái quốc lộ 4 là nối từ dưới Hậu Giang qua Mỹ Tho lên Long An đi Sài Gòn. Đó là một cái quốc lộ máu. Tại vì sao? Đó là tất cả lúa gạo, kinh tế, chuyển quân, tất cả đều nằm trên cái quốc lộ 4, một cái quốc lộ độc nhất, cũng giống như quốc lộ 1 là từ Sài Gòn đi ra Trung. Cái quốc lộ 4 đó thì có một cái địa điểm, tức là Cai Lậy, nó nằm sát ngay quốc lộ 4. Thế nó nằm ở đó rồi mới đến Mỹ Tho, rồi từ Mỹ Tho mới đến Long An, rồi từ Long An là vô Sài Gòn. Thế bây giờ cái quốc lộ 4 đó, thường thường cái chỗ Cai Lậy đó hay bị cắt. Mà cắt từ ở đâu? Cắt từ ở trong ấp Bắc nó đi ra. Thành thứ trở lại cái chuyện mà bây giờ tôi nói, thứ nhất là thời điểm tại vì sao mà có ấp Bắc 1. Tại vì ngày 3 tháng Giêng là ngày sinh nhật của Tổng thống Ngô Đình Diệm, cho nên ông Huỳnh Văn Cao là một ông tướng đạo Công giáo gốc Phú Cam ở Huế, muốn có một cái cuộc hành quân thắng lợi trong ngày 3 tháng Giêng 63 để làm quà về cho Tổng thống Ngô Đình Diệm. Bởi thế mới có cuộc hành quân ấp Bắc 1. Ngoài ra, bây giờ tôi sẽ nói đến cái vấn đề người cái đã. Ông Huỳnh Văn Cao ngày trước là tư lệnh sư đoàn 7 bộ binh, đóng ở Định Tường là Mỹ Tho đó. Nhưng mà sau đó ông được nâng lên thành ra tư lệnh vùng 4, và ông giao cái sư đoàn 7 bộ binh đó lại cho ông đại tá Bùi Đình Đạm. Thế rồi, thì cái cố vấn Jean Paul Van cấp trung tá, ngày trước là cố vấn sư đoàn 7, nhưng bây giờ biến thành là cố vấn của quân khu, của quân đội 1, và rất là thuận thảo với ông Cao. Đó là có cái hình Jean Paul Van chụp với ông Cao và đã gửi qua binh về nhà cho bà Mary là vợ của Jean Paul Van để đưa lên báo chí Mỹ. Đây là một cái team, the best team để fighting communist, đó là ngày rập 62. Và trong các cái lời của Jean Paul Van nói chuyện với bạn thiết của mình là cái New Sheehan ở trong cuốn mà Writing Lie đó, cái cuộc sự nói dối hào nhoáng, thì muốn biến ông Huỳnh Văn Cao thành ra một con cọp, nhưng mà thừa rằng và muốn biến qua cái trận nào đó là cái trận mà ấp Bắc 1, mà như bây giờ vừa rồi ông Nghĩa có nói, tất cả hành quân, phóng đồ hành quân, kế hoạch hành quân đã bị tiết lộ bởi một cái nằm vùng. Một cái nằm vùng, mà nằm vùng đó chính là Phạm Xuân Ẩn. Và tôi đã cũng có cái hình Phạm Xuân Ẩn cùng Neil Sheehan xuống ở dưới Mỹ Tho sau để điều
điều tra về viết về trận áp Bắc. Cho nên tóm lại là cuộc hành quân Trường Sa vẫn đã thua. Mà người ta bảo thua nặng nhất là dùng đến nhảy dù mà tiếp viện mà cũng không được. Thì tôi không phải là vì lính nhảy dù, nhưng mà đây cái hồ sơ trận liệt đã cho rõ. Tiểu đoàn 8 nhảy dù đến 6 giờ rưỡi chiều mới được thả xuống. Thưa quý vị, như vậy thả xuống thì vừa là chập tối, mới thả được hai đại đội, một đại đội chỉ huy và một đại đội tác chiến, thả ngay trên đồng trống trước họng súng của trung quân địch. Thì nhảy dù xuống phải tập trung quân, rồi phải bố trí, phải dựng đội hình. Thì lúc đó trời tối, thì đứng ngay ở trước tất cả hồ sơ này, diễn tiến của cuộc hai đại đội tiểu đoàn 8 nhảy dù xuống trận địa, là sau này đã được y sĩ đại tá Hoàng Cơ Lân viết rất rõ, vì lúc ấy ông ta là bác sĩ của lữ đoàn nhảy dù. Cho nên thưa quý vị, cái cuộc hành quân đó rốt cuộc nhảy dù xuống chết 18 người, trong đó có cả cố vấn Mỹ và một trung sĩ Mỹ, một cố vấn đại úy và một trung sĩ Mỹ. Thanh Thư và mô tả rằng dùng đến quân nhảy dù tiếp viện mà còn bị thua, cho nên tóm lại đó là một cuộc hành quân thất trận. Nhưng mà thưa với ông Nghĩa và thưa với quý vị, thì thật ra phía bên Việt Nam Cộng Hòa đó, tổng cộng là chết 63 người và bị thương là 109 người. Tất cả số liệu này có ở trong quân sự. Và phía nhảy dù là chết 18 và bị thương là 33. Đây là những số liệu mà có ở trong tài liệu chính xác. Và phía bên Cộng sản, theo cái hồ sơ của cái ông Xuân Vũ, thì phía Cộng sản chết đến 150 người trên cái quân số của cái tiểu đoàn Tây Đô đó. Thôi bây giờ tôi gọi là chúng ta bỏ đi những số liệu, chúng ta gọi là thua. Nhưng có thua chăng thì cũng mới là cấp tiểu đoàn, thì đâu đã là tác động gì đến cả một cái chiến tranh toàn bộ của chiến cuộc Việt Nam. Nhưng mà vì John Paul Venn sau đó qua cái lời của Neil Sheehan, của Hammerstein và của Phạm Xuân Ẩn nữa, đưa vào tòa phòng tình hình của White House và biến thành một cái sự thất bại toàn diện của chiến tranh Việt Nam. Vì sao? Vì không nghe lời của John Paul Venn. Để trước khi để tiếp tục qua cái câu chuyện mà Up Bắc Khai, thì tôi xin mở ngoặc đơn là John Paul Venn này muốn làm trở thành một vị anh hùng, một vị anh hùng cá nhân, thế thôi. Nhưng không làm được, cho nên đổ tất cả những sự thất bại của mình lên quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta tạm ngưng một chút và sẽ tiếp tục cái câu chuyện hấp dẫn này, đi qua đến ấp Bắc Hải.